Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang được rồi những hình ảnh tạo chúng ta cảm giác như là chuẩn bị bước vào một bộ phim hành động vậy. Rất gay cấn với những ánh mắt đầy tự tin và một chút căng thẳng. Và đây là đội hình xuất phát của cả hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Hiệp 1 đã được bắt đầu. Ý đồ là rất hay. Qua rồi. Khó khăn đã qua rồi. Qua rồi. Thử thách đã qua rồi. Đường chuyền. Không có gì khó khăn cả. Rất tốt. Đó là đường chuyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ. Chọc khe. Không có gì khó khăn cả. Giữ bóng rất khôn khéo. Một loạt những pha phớt đồng đội. Không có gì cả. Rất bài bản. Di Mario. Moses. Di Mario. Dứt điểm. Pha phạt bóng thiếu quyết đoán. Quý vị đang theo dõi chương trình tường thuật trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị có thể theo dõi website thetthao.vtv.vn hoặc ứng dụng VTV Sports của Đài Truyền hình Việt Nam để chiêm ngưỡng lại những tình huống đáng chú ý nhất của trận đấu. Không có, đã cứu nguy. Không được. Ngọc Thịnh. Rất bài bản. Di Mario. Chè bóng khá khôn khéo. Không được.
rất tốt. Đó là đường truyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ. Cú mở bóng nhanh sang bên phía cánh phải. Ý đồ là rất hay. Những nguy hiểm đã qua đi. Di Mario. Hợp lý. Qua rồi. Thử thách đã qua rồi. Quả đá phạt góc. Một tình huống lên bóng có thể nói là rất thông minh. Moses. 30 phút đã trôi qua. Moses. Trở lại với những tình huống bóng dài. Pha phớt và chui dọc. Rất thoáng. Moses. Di Mario. Quá hay. Đặt cái chân của mình cực kỳ khôn ngoan để lấy quả bóng từ chân đối phương. Đường chuyền. Một loạt những pha phớt đồng đội. Không có bàn thắng và thật là khó tin. Rất bài bản. Moses. Di Mario. Đường chuyền. Cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công. Một pha phớt và chui dọc. Không có gì khó khăn cả. Chọc khe. Đọc tình huống quá hay. Mọi thứ đã qua đi. Và như vậy hiệp 1 đã khép lại. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những sự thay đổi sau 15 phút giờ nghỉ giữa hai hiệp. Tỷ số của trận đấu vẫn đang là 0-0. Hiệp đấu thứ hai đã được bắt đầu. Có cùng lượt sút bóng về phía khung thành của nhau, ngay cả hiệu suất kiểm soát bóng cả hai cũng ngang ngửa, nên không quá lạ khi tỷ số vẫn đang duy trì ở một kết quả cân bằng. Đọc tình huống quá hay. Di Mario. Bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Đọc tình huống quá hay.
Rivario. Một pha chuyền bóng rất có cảm giác. Qua rồi. Thử thách đã qua rồi. Moses. Moses. Một loạt những pha phớt đồng đội. Rất tốt. Đó là một đường chuyền đã phần nào tạo ra sự bất ngờ. Đường chuyền hợp lý. Không vào. Ngọc Thịnh trở lại với những tình huống bóng dài. Moses. Rivario. Một pha phơi và chui dọc. Một trận đấu quá hay, có quá nhiều những điều để nói về trận đấu này. Cơ hội. Không được. Bất thiếu đi một chút may mắn và cả một sự chính xác cuối cùng. Phút thứ 76 của trận đấu. Hải Huy. Moses. Rất thoáng. Rivario. Đường chuyền. Không có gì khó khăn cả. Mở cánh rất thoáng. Cắt bóng rất hay. Moses. Một loạt những pha phớt đồng đội. Huy Hùng. Đường chuyền. Chỉ có một quả đá phạt góc. Thank you.
cầu thủ phòng ngự đã đọc được ý đồ và cắt bóng thành công. Huy Hùng, Nguyễn Chí Nam, mở bóng rất quyết liệt. Một loạt những pha phớt đồng đội. Như vậy sẽ có 2 phút bù giờ. Sẽ có một tình huống ném biên. Rất hay. Qua rồi. Khó khăn đã qua rồi. Tình huống pha bóng thiếu dứt khoát. Và lúc này thì trọng tài chính đã nổi còi kết thúc trận đấu. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trận đấu của Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Và xin quý vị và các bạn hãy tiếp tục nán lại trước màn hình để theo dõi phần bình luận sau trận đấu của chúng tôi.